Mát quá nhỉ. Thích không? Thích không anh? TiTi ngồi. Ngồi đây chơi nha, để mẹ lau nha. Đằng sau là cây dưa, không phải rau đâu. Rau này ăn được rồi nè, con dưa đấy để bà chồng để cho nó ra quả đấy nhá. À, TiTi lên đây hái rau nha. TiTi ngồi đây hái rau nha. Đây. À đây á, bên đấy là dưa leo đấy, dưa leo nó đang nhỏ lắm, nhỏ lắm chưa ra quả để hái được đâu. Bỏ vào rổ cho mẹ nha. Mẹ nhổ rồi con bỏ vào rổ nhá. Nhiều đất thế. Đây. À, em TiTi đi hái rau mà em TiTi ăn rau sống luôn. Nào bỏ vào rổ cho mẹ. Đây nhá, để mẹ lại cái chỗ rau tốt này mẹ hái nhá. Con ở yên đấy đi, mẹ nhổ chỗ rau tốt đây này. Đây. Ông nha. Rau à? Mày leo lên luống mà nhổ luôn này. Mày nhổ cái cải tốt này. Đây. Ừ, mắc nhiều cái cây. Đây. Cây rau của bà quá. TiTi. TiTi làm gì mà cứ phá thế hả? TiTi đi nhổ rau cho mẹ nha. Đó, hai chị em đổ hết rau của mẹ ra ngoài rồi. Ngấu ơi, con đổ rau của mẹ ra ngoài à? Con nhặt rau vô cho mẹ đi. Con bỏ rau vô rổ cho mẹ đi, nhanh lên. Ừ, Ngấu giỏi lắm. Con bỏ rau vô rổ cho mẹ. Ba. Bò hả? Ba. Bò. Đây. Dạ. À con bò đấy hả? Con bò của bà nội đấy. Đây. Dạ. Cháu ơi, bỏ vào trong rổ cho mẹ này. Đây. Con cầm hai tay luôn. Rồi, giỏi quá. À TiTi ra đây. Rau mày nhổ mà con phá thế này hả? Con có ăn không? Dạ. Không á? Không ăn rau luôn. Đó. Ừ, mày nhổ được bao nhiêu cây là em Gấu với em TiTi phá hết của mẹ ra đây rồi. Nào. Wow, đứng lên. Đi lại ngồi vô đây để ta về nhá, ta về ta nhặt rau nấu nhá. Nào đi thôi. Bám cẩn thận nhá. Ừ. Ừ. Ê, em TiTi ngã rồi. Đi nào. Hết cả tay cầm rổ. Ngồi đây nhá. Ngồi xuống. Em Gấu ngồi xuống. Ngồi xuống con ngã nào. TiTi. Ôi dồi ôi. Em phải lấy ra cho nhá. Ngồi yên con. TiTi ơi, cho mẹ lấy rau nào. Đấy, em TiTi nhặt kìa. Ôi dồi, em TiTi ăn sống luôn à. Rồi. Đó. Em TiTi cũng đói bụng hay sao mà đi ăn rau sống thế này.
Rau mẹ đã nấu đâu mà ăn. Cay lắm. Rồi, hết rồi. Úi da. Nào để mẹ nhặt rác đây vô nhá. Mẹ dọn đây vô rồi để ta đi nấu nhá. Ta có nấu không? Nào, TiTi, cái này là tất của chị gấu bẩn nhá. Rồi. Nào, đi đổ rác nhá. Đây. Bỏ đây. Bà. Ăn bò. TiTi đi nấu cơm với mẹ tao.